Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp đến những cuốn video giao lưu với vườn anh Phạm Đình Thanh, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là một cái bệ cây vú sữa. Chúng ta nhìn thấy cái nét rễ của nó đều như thế này không? Cây này tôi nhìn thấy quen quá anh ạ. Cây này hình như có một lần tôi về. Cái này em mới mua về đây 2 năm thôi. 2 năm à? Dạ dạ. 2 năm thì không phải, vì tôi vừa mới vào năm ngoái. Dạ, cái này hồi trước ở Định Quán Đồng Nai. À dạ không, cái này em mua ở đây. Ở đây à, cây này ở đây à. Cũng có cái bệ nó trải ra đẹp như này ạ. Nhưng mà khả năng thân kia nó có thoát thân lên cao được khoảng độ gần mét thì nó mới chia, còn đây là chia 3 thân ngay từ dưới gốc. Cái bệ đẹp quá này. Dạ. Cái này nặng là 9 tấn 8 nè bác. 9 tấn 8 là chỉ có cây không đấy. Dạ, cây không đó bác. Chứ nếu mà sau này lên bể lại còn bể và đất nữa thì không biết là bao nhiêu. Giờ mới chuyển về nên làm tạm, bữa sau em làm tấm đanh em đưa hết lên. Cây nào cũng nằm trong chậu ấy, để cho họ cái cây trong chậu hồng hậu linh ngon thôi. Đưa lên chậu mà an toàn về cái sự sống của nó thì nó sẽ nâng được tiền lên là nhiều anh ạ. Chứ còn cây để dưới đất thì nó người ta còn mua còn có những cái ngại năm ăn năm thua, tức là cái bao sống. Nhưng mà khi đã lên chậu mà cõng được cả chậu đi rồi thì lúc ấy giá trị cao lắm. Ui trời, cái này đẹp không? Và sau khi xong thì bông tán nó rất rộng và những cây nó cũng thấp. Dạ, nghe anh. À, để chế độ im lặng lắm, do bác Sinh ở Hà Nội đang vô đó nói chuyện với bác nè. Đó, nãy mà anh em kia gọi quá đó, em tắt trong luôn. Mà vô chứ, sao không vô, sao hứa đâu anh. Có chết cũng vô thôi. Đó, đầy đủ hết, đó, đầy đủ hết. Và chúng ta đến với quần thụ Lộc Vừng. Dạ mới có được ký nhưng mà sẽ có 3 ký. Dạ, thì trưa nay mấy thằng nó đi đặt nó để hết cho em mà sao không có được. Dạ, ok, mấy cá bớt nữa. Dạ, cá thì chở vô ăn bao nhiêu có bao nhiêu vậy? Cá thiếu trời. Thiếu tình thôi, thiếu cái tình thôi. Hôm qua hôm kia vừa chồng anh Thám ra ở đây đi chơi 2 ngày. Hai ngày một đêm nhé. Chơi lưỡi vậy. Dạ có, Tâm Hải xong nó về, tối về vườn em nó ngủ lại. Ngủ lại trong cái chỗ phi dương nó xong nó mai sáng em chữa lên hố lần heo nữa. À, em có ít thịt heo lần nữa này ngon lắm, mai em đi mua cho. Hôm qua em gửi cho anh Công bị anh Tấn. Rồi, đằng này nó ngược sáng. Đỗ Sinh di chuyển đến cây vú sữa tầm nhỏ hơn đây. Nói về vú sữa thì anh Thanh cũng có khá nhiều cây đấy. Còn những cây tầm trung như thế này cũng không phải là ít đâu. Có nghĩa là vô làm cái xanh rồi với cây mấy cái cây dầu dầu lại rồi sao làm tiếp kiếm lon bia chứ. Dạ. Bữa nào là vô lại kiếm lon bia cho anh vui không lại làm lần hết rồi sao vô cho uống nước lạnh nè chạy. Rồi và bây giờ mời anh em chúng ta thưởng thức một cây sung ở trong đất Quảng Nam nhé. Cây sung này già quá. Dạ rồi ok anh, ấy vậy luôn, ấy vậy là ok. Dạ. Dạ anh. Dạ. Mai em vô á. Cái vẽ dễ nó đưa cái đường về ra. Dạ. Mỏng. Lần cứ ấy cái hạt của ấy cái hạt của em với anh hả là ok. Mai có điện hai đứa bạn nhỏ nhỏ nó vô chơi luôn vui anh. Anh mà sung ưa nước mà tôi thấy cái để trên một cái chậu này không phải là to nhỉ so với cây sung mà thấy khô hết cả đây. Thế mà quả rõ to nó chín nó rụng xuống rồi. Hai vợ chồng nó chơi cái thằng gì làm xây dựng nó. Tiếp. Tôi con gái gì đó.
Này, dâu của cái quả trước này, lứa trước nó rụng hết rồi, rất nhiều nhá, dâu rất to. Nhưng mà có em nghe. Có em ở Quảng Nam vô là phải bảo kê cho nó nghe. Dễ mình chậm rồi. Mai gặp anh. Dạ. Đây cái xế này bác này. Rồi, cây sung này chú giao lưu giá bao nhiêu đây? Dạ anh. Dạ trăm đó anh. Cây sung này 100 triệu à? Ờ hay quá nhỉ. Nhìn tôi ngắm cây sung này nó đạt đủ yếu tố đấy. Cổ kỳ Mỹ. Cổ kỳ Mỹ hay đấy. Mà nhất là lại trái rất sai mà trái to. Mà thế để cái chậu này mà cái lượng nước tôi thấy khô hết rồi mà sao nó nhiều quả thế nhỉ? Dạ quá nhiều. Ồ. Siêu quả luôn. Anh cho tôi xin kiểu ảnh trước cây sung cái. Cứ để nguyên quần áo mũ nón mặc đấy. Mình đang làm vườn mà. Chụp nhá. Và cây sung giá 100 triệu. À, chúng ta di chuyển một cây khế đây này. À, cuốn video này nhiều cây ăn quả bonsai dành cho các bác chơi. Đấy, bệ cây khế cũng rất khủng khiếp luôn. Dọc trên thân cây có những cái vòi hoa này. Những cái u cục này. Tay quán xuống đây cần quán. Được rồi. Cây này sai hoa lắm. Nhánh nào thân tay chi đưa ra đầy hoa rồi đây. Những cái mà anh cắt đấy sau này có hoa hết đấy. Dạ dạ. Ừ. Mình cắt bớt qua, cho nó thoáng thằng này. Đấy, những cái phía này là nhỏ nhỏ đây là có hoa hết mà. Anh thấy không? Dạ, có hoa hết chứ. Đấy, cho nên anh lia kéo vào anh cắt hết cả hoa này. Mai chỗ này nó rất sai quả cơ mà đây mà. À, cứ cho nó hết cái vụ này đi. Nhiều quả. Khế này là quả bác này. Khế này chắc là khế chua đấy. Khế ngọt. Khế ngọt đó. Đây này, quả con nhiều lắm này, quả bằng đầu ngón tay này. Cây này của ông nông dân Quảng Ngãi trồng này. Quảng Ngãi? Dạ. Gốc Quảng Ngãi. Cây này bao tiền anh ơi? Dạ cây này vừa ra 500 triệu. Cây này giá 500 và 500 triệu. Cái tay đẹp thật. Tay đưa ra rất đều các phía này. Và dọc theo cái hàng này tôi thấy anh Thanh còn nhiều nhiều bóng xanh lắm. Dạ. Đấy. Cái này cây ẩn nước cũng hay lắm. Đây, cây thả nước này, cây xanh cổ, xanh quê. Dạ. Ôm chậu bác này, hót chậu. Trong này là có một cái chậu nhỏ, dạ. Từ trước cây xanh còn bé là đặt vào cái chậu này. Đấy. Sau đó tràn và ôm. Chủ nhân tiếp tục nâng lên đưa những cái viên đá thấm thủy vào để thành một cái bệ lớn như này. Đấy. Ui giời, phía bên này nhìn nó mới hang hốc. Thả cá chơi được mà. Dạ thả cá. Nhưng chú cá quá chưa thả được quá. Ừ đây này. Thả cá hò lang á. Mà cái bể này sâu lắm. Dạ. Chơi vừa chơi cảnh nó gần như là một non bộ luôn. Trên đó là cây xanh cổ. Cá em nuôi nhiều lắm. Những cái đó. Dòng cây như thế này thì giờ ở vườn anh Thanh thì giá khoảng bao nhiêu? Cây này hả? Cây này cỡ 200 triệu. 200 triệu là cho ra được đấy. Đúng không? Có người trả 170 cây còn thiếu 30 nữa. chưa còn cái cây này nè. Cây này thấy hay không bác? Cái bệ rễ của nó đều hay quá nhỉ. Dạ. Nó trông như là bạch tuộc á. Úi giời. Đây là ngồi ở của bác Thành. Bác Toàn Đô La là có cây gì? Cây ngồi hổ tăng. À ngoa hổ tăng long. Còn em đặt cây này là cây ngò hổ tào lao đây. À ngò tào lao.
Anh ấy đặt tên là ngọa hổ tào lao, nói vui thôi, nói vui. Cái góc này nhìn gì đó quá. À, đây cũng là một cái bệ thị cũng khá lớn nhá. À, cây này thì nếu mà xong cây xong tán thì nó lại là thấp thôi, nhưng mà phải nói cái bệ nó kinh khủng khiếp ấy. Vâng, ở vanh cái vị trí mà anh đặt kéo đấy, ở khu đấy mà đã là 500 rồi kìa, thế thì dưới nó còn lên đến 700, khủng khiếp quá trời. Vâng, mầm lên rất xanh rồi, khỏe cây rồi. Cái gốc thị này giờ khoảng bao tiền anh ơi? Dạ, giao lưu thì cỡ 300. Vâng, 300 triệu. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển ra phía ngoài kia. À đây, đây còn cái dưới này mình chưa quay này. Cái dưới này nhìn hay này. Cái dưới này em cũng mua còn lốc ở cây này cũng về đúng tới đại 5 triệu đây. Vâng, 5 triệu về đến vườn đấy. Dạ, không có chậu á. Ừ. Tức là lúc mua về là một cây, lúc lấy về cây khai thác mà anh làm từng ấy năm để có một cái bông tay như này rồi. Được rồi, đẹp mà. Kiên trì đấy. Một ông công an mà ông ngoài giờ làm việc mà của cuối tuần là chạy mấy trăm cây rồi. Kinh. Trải qua mấy trăm cây số cây dưới mới về đến đây. Cái này thực ra người ta trồng nổi thêm khoảng độ 20 cm, mặt chậu nâng cao lên nữa, chắc chắn trước sau anh vẫn phải chỉnh chứ để nó lần quát nó không có chậu này, hồi xưa nó dư chậu bỏ vô thôi. À. Nghe bọn alo nghe đây. À, có con là được được không, qua tới Thái bọn cây với con gì tao có lòng lực nó con nó hay không con lòng lực cá rồi cái bên nhỏ kia kìa, bên nhỏ bên tay nhớ chân mẹ tay của chủ bạn đó. Cây này giao lưu giá tầm nào anh Thanh ơi? Dạ, 160 quá. 160 triệu. Dạ. Ôi, hợp lý nhỉ. Trời rất là đẹp, cây dáng lão ấy. Cây này dáng bàn trà hay đấy, 160 triệu. Rồi đi ra cái dãy cây công trình một chút đi, chúng ta điểm qua những cây công trình, ví dụ như cây thị rất lớn này với cái gọi là cây cổ thụ luôn đấy, cây bóng mát đấy, cây này cao dễ đến 9 mét đấy. Anh Thanh anh ấy đứng ở cái bệ của nó thọt lỏm luôn. Vanh thân là 400. Vanh thân 400, như vậy là 1.3 đường kính. Đây, cao 9 mét này. Rồi, ok, cây thị này, trước hết là cây thị nhá. À, đây là cũng là cây khế, này là những cây 5 thân rất đều nhau. Đấy. Ngũ phúc. Mà là những cây bóng mát sải tán sau này nếu phát triển đều lên là rất là rộng luôn. Đấy, đó là cây khế. Được rồi, ok. Cái vanh chỗ anh đứng chỗ cổ thân là bao nhiêu? 350. Rồi, những cây này tôi không hỏi giá. Anh em mà thích dòng cây bóng mát và cây công trình, những cây ăn quả đẹp như thế này thì chúng ta lau lên số của anh Thanh. À, tôi ghi ở cái dòng chữ tiêu đề giới thiệu video. Còn đây là cây dưới này. Cây dưới thân nó màu trắng tinh nhỉ.
Rồi, cao cũng phải tầm 4m, 5m. Cây này cao khoảng 5m. Nhưng cây này cũng là được chỉnh sửa để bông nó lùn rồi. Và đây là cây hoa mai này. Mai vàng đấy. Một cây mai vàng lớn như thế này. Chưa bằng cây đằng kia. Cây đằng kia nãy tôi nhìn xa tôi gọi tôi tưởng là cây nhãn. Đâu cây nào anh vừa lấy về? À cây dưới này á? À? À đây. Úi giời. Tất cả những cây này các bác yêu thích có thể anh Thanh giao lưu hết. Đấy. Chứ anh không ngần ngại gì báo giá rồi không ngần ngại gì đâu. Bởi vì đây là một cái mô hình kết hợp chơi và kinh doanh. Nói đúng như thế. À, chúng ta không có ngần ngại gì cái chuyện báo giá cả. À, mà bạn đã bán thì phải báo giá mới bán được. Cứ úp úp mở mở nó khó mua lắm. Đó, đây là cây dưới nha. Cây này bao tiền anh ơi? Dạ, cây này ra 250 triệu. Rồi. Cây nó lên chậu chứ không phải đĩa đâu đâu mà em về. Vâng, cây đó là ở chậu rồi. Dưới đáy, trên là xếp xây xây gạch, quây gạch. Đấy, còn nhiều lắm, nhiều. Đây, những cây khế khủng. Cây mãng cầu gai bác này. Mãng cầu gai. Mãng cầu gai. À, mãng cầu rồi lại còn cái dòng từ gai nữa. Gai. Nó có cái đặc điểm riêng gì đấy? Dạ. Nói chung là cây rất là to và rất là già. Thì cái hàng này cũng hơi khó đấy. Mãng cầu xiêm, bây giờ lại cần mãng cầu gai. Rồi. Dạ. Kia là cây khế này. Đấy, những cây mà các bác có thể chơi trong khu sinh thái biệt phủ, vườn rộng. Rất tuyệt vời. Đây là cây đào tiên. Dạ, đào tiên đó. Đây là một gốc lê kỳ ma nhé các bác. À, ngoài Bắc gọi là trứng gà đây. Rất là hầm hố này. À, nếu mà yêu thích chúng ta alo đến cho anh Phạm Đình Thanh. Dòng cây ăn quả, cây lê kỳ ma. Còn lại thế thôi nhỉ? Không, quay cây. Còn cái dãy cây to này nữa thôi. Đây này. Cây vú sữa có một góc rễ nó bềnh lên này nhìn thích không? Trắng như màu đá luôn. Đấy, anh trèo lên cái đoạn rễ này. Nó như một cái bậc đá này. Rồi. Dạ. Rồi. Còn nhiều cây lắm. Còn nhiều cây lắm. Dạ. Nếu mà làm tiếp bây giờ các bạn nó chưa nắng quá rồi. À, một cái dịp nào đó trở lại khi anh đi tập kết tiếp cây của các cái vườn còn lại lẻ tẻ về đây thì Độ Sinh sẽ chia sẻ. À, đánh cái mốc thời gian là từ lần trước tôi gặp anh Thanh ở núi Thành thì bây giờ đã tròn 5 năm trở lại với các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên với triển lãm Bình Định. Và xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái chương trình sau.